Zynga. Ủa nhà hộp giấy mà 75k sao nữa người ta. Để tôi vô thử coi nhà này có cái gì ta. Vô. Nó thì một cái nhà hộp giấy thôi nhưng mà rất là chỉnh chu các bạn, rất là đẹp luôn ha. Ok, hello các bạn nha, lại là mình Toàn Yolo các bạn. Ngày hôm nay các bạn, hôm nay mình sẽ làm clip đột nhập nhà các bạn nha. Nhưng mà mình sẽ không đột nhập nhà mấy cái nhà giàu đó các bạn. Thì các bạn thấy không, nhà giàu khá là nhiều luôn các bạn. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ đột nhập cái nhà hộp giấy các bạn nha. Thì mình để coi, mình và các bạn để coi thử coi cái có sự bất ngờ ở dưới nhà hộp giấy không các bạn nha. Thì nhà giàu thì ai nói đúng không, thì nhà hộp giấy. Để coi các bạn coi để coi như thế nào các bạn nha. Rồi bây giờ mình trước khi vào nhà mấy bạn này, bây giờ mình sẽ trả kèo mình đi game ngày hôm qua cho các bạn nha. Ok, đi thôi. Rồi bây giờ mình sẽ trả kèo mình đi game cho các bạn nha. Trước khi trả kèo mình đi game, bây giờ mình nói cái mini game chúng ta ngày hôm nay là cái gì các bạn ha. Rồi, cái mini game chúng ta ngày hôm nay là cái gì đây? Mình sẽ tặng cho các bạn là tất cả các món trong đây các bạn nhé. Thì các bạn muốn nhận cái nào thì các bạn cứ bình luận bên dưới các bạn nhé. Rồi, để tham gia cái mini game bên mình, cái bước đầu tiên là các bạn phải like video nè, đăng ký kênh và nhấn cái chuông các bạn nha. Nhớ là ký kênh và nhấn cái chuông ha. Cái bước thứ hai thì các bạn để ra tên trong game của các bạn nha mọi người ha. Cái bước thứ ba thì các bạn muốn nhận có gì thì các bạn cứ bình luận bên dưới nha mọi người nhé. Nhớ điều kiện đầu tiên là phải like video và đăng ký kênh nha mọi người ha. Rồi bây giờ chọn bạn may mắn ở hai video trước các bạn nha. Hai video trước mình chưa trả, bây giờ mình sẽ trả luôn các bạn ha. Rồi đầu tiên ở cái video này nha mọi người ha. Bây giờ mình sẽ trả ở video này trước. Rồi bạn may mắn sẽ là, ok, chúc mừng bạn trai A34 nha mọi người ha. Rồi tặng cho bạn luôn. Rồi bạn muốn cái băng đô hoa vàng nha mọi người. Rồi mình gửi luôn các bạn ha. Gửi luôn. Bạn may mắn ở video ngày hôm qua đó chính là, ok, chúc mừng bé thỏ Guti nha. Bạn lại nhận cái băng đô hoa vàng nữa mà. Bây giờ mình sẽ tặng cho bạn luôn nha. Bạn đã đăng ký kênh, đã bấm like rồi đúng không? Rồi mình gửi cho bạn này luôn các bạn ha. Rồi gửi luôn nè các bạn. Rồi bây giờ chúng ta đi đột nhập nhà thôi. Ý, thứ bạn này đầy vô mọi người, thứ chẻo rồi các bạn ơi. Thì bạn này có gì xem video mình thì liên hệ lại nha, mình sẽ tặng quà cho bạn sau nha. Rồi vậy đi đột nhập nhà hộp giấy coi các bạn coi như thế nào các bạn nha. Nhà hộp giấy hơi bị xịn luôn á. Rồi các bạn, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đột nhập nhà các bạn nhé. Thì mình bây giờ mình sẽ vô những cái nhà hộp giấy nào mà kiểu như có tên đàng hoàng các bạn, chứ không có để tên là cây A cái kiểu ha. Đúng. Kiểu như cây A mình sợ mình vô nhà ngay chung với cái nhà mấy bạn bút sao rồi cái kiểu như mọi người, ra là mình né ra ha. Rồi bây giờ mình thấy nhà đầu tiên là bạn Yến Nhi nha mọi người nhé. Bạn đang đứng trước cửa này, bây giờ mình vô nhà bạn coi bạn đề coi những gì các bạn nhé. Biết đâu mình sẽ có một sự bất ngờ ở nhà hộp giấy sao ta, vô thử coi. Các bạn ơi, đúng các bạn ơi, đúng là chỉ nhà hộp giấy thôi nha mọi người. Nhưng mà mấy bạn xem nè, trời ơi quá trời nội thất luôn các bạn. Ô xịn vậy hả? Tính ra là các bạn này kiểu như có điều kiện để mua những nhà cao hơn nha, bạn vẫn sử dụng nhà hộp giấy mọi người nhé. Nội thất khá là nhiều các bạn. Bên đây thì có bàn ghế rồi ha, bạn cũng sắp được cái chỗ mà tivi xem phim rồi mà các bạn. Ok đó, này đa số hình như là mấy này là mở hộp đúng không? Nhà hàng 6 sao hả? Ghê vậy. Đấy, có menu trên đây nè mấy ông, để tôi coi thử menu gồm có những gì nha mấy ông nha. Coi với tôi nha các bạn ơi. Menu nè, nước chanh nè, cà phê, trà sữa rau củ. Trà sữa rau củ là gì? Là gì trà? Trà rồi sữa rau củ đúng không? Rượu bia đừng ghê vậy. Bánh sò chanh, macaro chanh, kẹo xa, kẹo bông 6 sao ghê vậy, nhà hàng dữ người ta. Nhà mới vô mình vô ngay nhà hàng nữa các bạn. Đây các bạn xem rõ ràng hết chưa, là có bàn ghế đàng hoàng nhé mấy ông. Đây thí dụ như tôi ngồi đây rồi mình lên tôi, xong rồi nếu mà tôi có bạn bè nữa thì tôi ngồi bên đây thì một người nữa các bạn. Ấy trên này có cái quạt luôn nè mấy ông ơi. Ôi xịn ngay đi, đúng là nhà hàng 6 sao nha mấy ông ơi. Có chỗ ngồi này gọn cái quạt từ trên quay xuống nữa bạn, để tôi mở quạt cho mấy ông nha. Ông mấy ông có được không nè, đó quá là đẹp luôn các bạn ơi. Trời ơi quá xịn vậy vậy mà chịu rồi cháy quạt luôn các bạn. Cái gì vậy trời, trong này có bảy biển rồi cái gì nữa các bạn. Để tôi lên trên đây là cái gì ta, cái đường, cái này là cái đường mà mấy bạn thường thường mà đi quán cà phê đó các bạn, thì sẽ có một cái thường thường người ta sẽ xây một cái chỗ gọi là đường lên thiên đàng á mọi người, cái chỗ cho các bạn chụp hình check in rồi đó. Đây nhìn thấy chưa, thấy chưa đó, đây đường lên thiên đàng nha mọi người ha. Quá dữ luôn. Thì cuối đường lên thiên đàng sẽ là một cái giường ngủ cho bạn nào muốn check in nha mọi người nha. Cũng khá là ok á, cũng sáng tạo á. Ý hình như đây là một cái đường ra ngoài các bạn, để tôi coi tham quan phía ngoài coi là một cái như thế nào nha. Nhưng mà trong đây thì đúng là có nước chanh là cái kiểu hả mọi người ha. Hình như là tất cả có những cái món gì đó là bạn sẽ ghi lên trên menu hết trơn các bạn. Ok rồi tôi ra ngoài coi có gì không nha. Đây rồi, đây rồi các bạn ơi. Thì tôi ra ngoài các bạn thấy chưa, đúng là cái nhà một gì nhà hộp giấy nó có sự bất ngờ luôn các bạn ơi.
đây 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 bạn này, bạn này sưu tập khá là nhiều cái bộ đồ nha mọi người ha. Từ cái này là đầu đường nè, ai nhắc đầu đường mới nhớ thì tuần này sẽ có đồ đường đồ mới các bạn. Ồ nhưng mà bạn này sưu tập khá là nhiều nha mọi người, khá là xinh nha, bạn này là bạn nữ nha mọi người. Ồ wow 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 đẹp thế nha. Nhưng mà bạn này mở hộp khá là nhiều luôn các bạn. Ui cái hồ này để mấy con cá này đẹp gì luôn hả? Gì mà tôi không biết mấy ông, tôi để mấy cái nhỏ nhỏ không mà nhìn nó không ra các bạn ơi. Xịn như ta, xịn như ta. Bên này là có một cái hộp cá nữa nè. Nói chung là nhà bạn này rất là nhỏ luôn mọi người, nhưng bạn trang trí rất là nhiều ha. Bên này là phía khu vui chơi các bạn ơi. Ai à, vui chơi là vô cái giường dâu của bạn nè mọi người. Wow. Còn phía bên này là gì? Ui bên này là những cái con bọ hả? Mặc dù là bọ không có hiếm nha mọi người nhé, nhưng mà bạn dẫn chân vô đây một cách rất là, nhìn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Wow, đẹp ấy. Hình như là mình thấy trong này hiếm nhất là cái con mà ếch cây mắt đỏ này nè mọi người, chứ không không còn con nào hiếm hơn các bạn. Rồi, để tôi coi, tôi tham quan hết coi là cái gì nha. Bên kia là khu trò chơi đúng không, còn bên này là cái gì? Bên này là những cái đa số mọi người, đa số là những cái này là bạn mở hộp mọi người, mở hộp á. Ui các bạn ngắm kim cương à, xịn vậy. Bên này là một cái góc chiêu chiêu đầy co để chụp hình hoa anh đào rồi mọi người nha. Ok cũng được ấy, khá là ngầu, khá là đẹp. Còn phía bên này là cái gì hả? À, bên này là hai cái giường ngủ hả? Ủa gì mà tôi không biết ta, cái giường ngủ này mở hộp đặt hởm đó các bạn, cái hộp này, cái giường này to vãi chưởng luôn các bạn ơi. Nhìn to chứ hả, tôi tưởng là cái giường cùi mà giường đẹp dưới trời. Thôi chịu rồi, nãy tôi thấy phía bên này là có cái gì nữa nè mọi người. Bên đây là một cái cổng vô nè, này vô nè. À phía bên này là bạn để dành để bạn chơi game và livestream rồi nè các bạn. Dàn PC hơi bị xịn nha. Ok à, phía bên này là có ghế ngồi cho khách theo kiểu đúng không đó các bạn, thấy chưa? Mới người đầu tiên thôi mà chúng ta thấy nhà học giấy bên đề co rất là xịn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến nhà bạn thứ hai các bạn nhé. Giờ ký tường ở đây cái nha, tôi đã ghé thăm nhà bạn. Rồi tôi ký xong rồi nha. rồi thì giữa những cái ngôi nhà mà gọi là sang trọng nhất ở đây thì mình thấy có một cái ngôi nhà bên kia, nhà hộp giấy đang mở tiệc các bạn, để mình vô mình coi thử trong nhà bạn đang có gì. Ủa măng mở tiệc mà khóa cửa là sao ta, mở tiệc mà khóa cửa là có vô được không các bạn, để tôi thử cái nha. Khóa cửa mà còn mở tiệc hả ta? Ủa nhưng mà vẫn vô được cho mọi người ơi. Wow gì vậy, chỉ có hai bạn bè mới thể dê ra vào hả, chạy qua khóa cửa nhưng mà sao mở tiệc là gì kệ vậy, chạy qua. Rồi vậy là nhà bạn này mình vô không được các bạn, rồi bây giờ mình sẽ kiếm một cái nhà khác nha. Rồi tôi thấy ngôi nhà của bạn Hùng nha mọi người nha, Hùng HG123Y nè, vô. Rồi ui chủ nhà có trong nhà luôn nha mọi người ơi, bạn này tên Hùng hay là tên Hưng ta? Rồi chủ nhà có trong nhà luôn nha mọi người ha. Thì bạn này có vẻ như là hình như là mới chơi mọi người, bạn chơi bạn mới có được bao nhiêu nội thất này, bạn đề co vô mọi khu rất là, nhìn rất là gọn gàng các bạn nhé. Ok có cả cái khu cái nhà cái gì vô thủy cung nữa nè, cây chanh là kiểu nào mọi người ha. Ok đấy, rồi chăng ấy, cái này là người yêu của bạn này hay sao mọi người? Thôi chịu rồi, ngồi đây ngắm người yêu ha, chịu rồi. Cái gì ta, là sao người ta trẻ rồi. Rồi các bạn bây giờ nhà bạn này cũng không có gì coi các bạn, bây giờ mà xem nhà bạn khác có gì bất ngờ không không khác đi thôi. Tôi đã ghé thăm, đã quay clip rồi gửi luôn, rồi bây giờ mình sẽ kiếm nhà bạn khác ha. Ôi mình mới ra thì bạn này vẫn sửa nhà rồi các bạn ơi. Thôi chịu rồi, bây giờ kế bên đây sẽ có một cái nhà khác. Nhà bố này tên gì đây? Bạn tên là Duy Yamate nè, Yamate nè, rồi Duy Yamate, Yamate Kudasai, rồi vậy. rồi mình đã vô được nhà của bạn Duy Yamate nha mọi người ha. Thì nhà của bạn có một cái tivi, chỉ là một cái ghế để coi tivi nha bạn ơi. Wow. bạn này chắc cũng mới chơi game của bạn, để mình coi bạn chơi từ khi nào ha. Bạn này vẫn chơi từ cái này là tháng mấy các bạn, cái này tháng mấy, từ năm 2024 này, vậy chắc cũng không lâu luôn các bạn ha. Ok cũng được, nói chung là bạn nít này nít rồi bạn mới chơi mọi người, thật ra là nó thắt chưa có nhiều các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nhờ các bạn khác nha. Rồi bây giờ vô nhà bạn này nha. Ấy hồi nãy mình quên ký tường bạn kia rồi, gỗ chịu rồi, thôi vô nhà bạn này đi các bạn. Wow bạn này bạn để hình của cái gì Spiderman nè, đây đây rồi các bạn. Thì đây chính là ngôi nhà mà là truyền thống của chúng ta các bạn, khi mà các bạn chơi game Play Together thì các bạn sẽ nhận được một ngôi nhà như thế này.
và một cái giường, một cái đèn và một cái ghế các bạn nha. Thì mấy bạn tưởng tượng như thế này, thì người một người nằm trên, một người ngồi dưới. Các bạn thấy cảnh này có quen thuộc không? Ừ, cái đó là kiểu như đi thăm bệnh đó các bạn. Thôi chịu rồi, rồi ký ký cái bạn này cái nha mọi người ha. Bạn này chắc có ai cũng mới chơi á. Rồi ký luôn, rồi sang nhà bạn khác nha. Cho bạn một tim. Đây các bạn thấy không, mấy bạn biết sao mà tôi không vô nhà của bạn cai cai ai vậy không? Bên đây nè, một người nè, à, bên đây một người đó các bạn. Thì mấy bạn này bước sao đó mọi người, chịu rồi. Ở gì vậy? Mới thấy ông mập sao biến thành ông này à? Thôi chịu rồi, cái gì vậy? Để ký phần này với nhau mọi người. Ấy, đây rồi các bạn, thì bạn anh đẹp trai như C là sao? Để tôi vô thử coi. Wow, anh đẹp trai như C là cái gì anh? À, anh đẹp trai yêu các bạn hả? Ủa gọi như C là cái gì trời? Yêu các em. Gần như C là cái gì? Đây rồi. Đây các bạn, thì mình đã vô nhà được của bạn bạn đẹp trai nha mọi người ha. Đây, thì bạn này một khuôn mặt khá là đẹp trai luôn các bạn. Trời ơi, quá đỉnh. Mặt bạn bạn chét lọ trên mặt cái gì đó các bạn. Thôi chịu rồi. Nhà bạn thì các bạn thấy không, quá là trời nội thất luôn nè các bạn ơi. Xịn đi nha, có chậu cây trên này nè. Chịu rồi. Rồi bây giờ mình sẽ ký thường ở đây nha mọi người ha. A few moments later. Còn ở đây đa số là nhà của các bạn mà cây không các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ấy có một cái nhà hộp giấy đang mở tiệc các bạn đó, mình vô mình coi thử nha. Nhà của bạn Vin Zinga, ủa nhà hộp giấy mà 75k sao dưới người ta. Để tôi vô thử ở nhà này có cái gì ta. Vô. Wow, bạn này cấp 18 như rồi nha. Có vẻ như bạn này không có thích sử dụng cái nhà này thôi mọi người. Để coi trong nhà sẽ có cái gì đây. Đây rồi các bạn, thì đây là một sự bất ngờ của chúng ta các bạn. Bạn này thì có vẻ là như là bạn là người nước ngoài hay sao mọi người, để tôi coi thử nha. Đây nếu bạn thấy không thì mấy bạn ký tường là đa số là chữ tiếng nước ngoài hết nha mọi người ha. Cho bạn một tim luôn. Bạn bè thì cũng có người Việt mà cũng có người nước ngoài nha mọi người ha. Nhưng mà đa số là mấy bạn bên Phú Việt nhiều các bạn ơi. Ok thôi cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ tham quan ngôi nhà này của bạn này coi như thế nào các bạn nhé. Nhà hơi bị xịn rồi đó. Đúng. Đấy rồi, thì từ góc ngoài đi vô thì mấy bạn sẽ kế bên này sẽ có một cái nhà vệ sinh các bạn nhé. Thì mấy bạn nào có vô nhà vệ sinh thì đây. Nhưng mà các bạn thấy không, thì mấy bạn đi vệ sinh thôi mà có một cái ánh sáng gọi là từ ánh sáng của của mười phương chư Phật chiếu vô các bạn. Thôi chịu rồi, cái gì sáng dữ vậy trời. Lấp lánh dữ người ta đó. Thì bạn có thể đi vệ sinh tại đây ha. Chỗ này là cái chỗ rửa tay vô nè. Ủa cái giấy. Thôi chịu rồi các bạn, thì bạn đó đang ấy. Nhưng mà thôi kệ, mình cũng đi tham quan nha. Đừng có quan tâm tới mấy vụ kia nha mọi người nha. Thì tôi biết sao tại sao lên được 75k rồi đó các bạn. Không sao không sao. Rồi phía bên này là sẽ có cái bếp nè. Cái con cá nè. Cái này là cái cửa các bạn. Nếu mà các bạn không lây rằng thì cái chỗ đó sẽ che lại các bạn. Mày không thấy chỗ đó là cái gì đâu các bạn ơi. Wow, xịn thế nhờ. Bên đây là một cái giường. Một cái giường mà cái kiểu mà cái nôi với mọi người. Nhưng mà cũng khá là lớn ha. Dưới này có cái đèn. Một cái đèn khá là ok nè. Bên này là một cái chăn nó lót ra ngoài các bạn. Rồi bên này thì bạn này coi bởi cửa ngắm bầu trời đầy sao mọi người ha. Đây là một cái ghế ngồi như thế này. Nói chung là bạn này khá là đầu tư luôn các bạn. Nếu mà bạn không có làm cái này đi chăng nữa thì tụi mình nghĩ bạn vẫn xứng đáng được 75k sao nha mọi người ha. Ok rồi, tôi coi có cái đường ra ngoài hay gì không mấy ơi. Nó thì một cái nhà hộp giấy thôi nhưng mà rất là chỉnh chu các bạn, rất là đẹp luôn ha. Đúng. Ok, quá là xịn các bạn ơi. Dữ dằn các bạn, hình như là không có đường ra ngoài các bạn. Nhà bạn này nếu mà tôi chấm điểm ha là tôi sẽ chấm 9 trên 10 điểm. Tại nếu mà bây giờ có một cái đường lên lầu nữa thì nó sẽ cũng hay, hoặc là đi ra ngoài thì nó cũng ok hơn các bạn. Rồi ok, rồi bên kia ký tường bên này ha. Ok các bạn, thì nãy giờ mình đột nhập cũng khá là nhiều nhà hộp giấy các bạn nhé. Các bạn muốn ở video sau mình đột nhập nhà gì thì các bạn cứ bình luận bên dưới nha. Ở video sau mình sẽ vô toàn nhà đó cho các bạn xem coi như thế nào các bạn nhé. Ok rồi, các bạn nhớ tham gia mini game của mình nha các bạn nhé. Rồi giờ thì hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Bye bye, xem clip nhớ like đăng ký kênh các bạn nhé. Cảm ơn các bạn trước nha, mãi yêu các bạn. Bye 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 bye.